mất ngày mai để hoài vậy ta. Shop bông trang đang đóng bông trang Mỹ vàng để gửi cho khách nha cô chú anh chị. Đây là anh đóng hàng. Đóng hàng như vậy là bao hết các anh shipper nha cô chú anh chị. Yeah, xong rồi tới đóng bên đây. Trắng trắng. Tục lại giao 60 cây trang thái. Mỹ vàng. Cây tàu hay lai nhỏ rồi anh tặng nó ra. Anh này là trang Mỹ vàng nha cô chú anh chị. Trang Mỹ vàng. Cây này là đi về U Minh Cà Mau. Đây hàng chuẩn à. Thank you.